Namaste. Xin chào các bạn. Mình là Hoàng Thủy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn video tiếp theo là tư thế chiến binh 2. Một số các bạn, ngoài những học viên mới và học viên tập lâu năm rồi, chúng ta cũng sẽ mắc một số lỗi như sau. Thì sau đây mình sẽ làm những cái lỗi mà chúng ta hay thường gặp sai ở một số các học viên. Sau đó mình sẽ làm tư thế chuẩn chỉnh để các bạn phân biệt nhé. Bây giờ mình sẽ vào tư thế sai trước tiên các bạn. Ví dụ ở tư thế chiến binh 2, một số lỗi của chúng ta hay bị mắc phải là hông của chúng ta bị vẹo, tay của chúng ta nó bị tay cao tay thấp. Khi mà hông đã bị vẹo thì cái cột sống của chúng ta có vấn đề. Có vấn đề thì tay của chúng ta sẽ như này. Đây là mình đang ở phía mặt trước. Bây giờ mình làm tư thế sai ở cái tư thế phía mặt sau để các bạn là quan sát nó sẽ bị được dễ hơn. Khi chúng ta làm sai thì toàn bộ bạn nhìn thấy cái vùng hông của chúng ta nó sẽ có vấn đề. Và đầu gối của chúng ta bị thu đóng vào sau. Đầu gối chân sau của chúng ta bị ưỡn quá nếu với những cái người cơ địa dẻo. Thì với những cái người cơ địa người ta chưa mở cái vùng hông thì cái độ vẹo còn kinh khủng khiếp hơn nữa là họ bị quá tải về cái phần bị đóng cái đầu gối vào phía sau. Và cái gối trước thì có trùng vẹo hơn cả cuộc sống lúc ban đầu nữa. Đấy là những cái lỗi mà chúng ta hay bị mắc phải ở một số viên. Tiếp theo ở cái tư thế của chúng ta, mình nói tiếp về cái tư thế mình bị mắc lỗi ở cái phần phía trước. Khi căn chỉnh cái chân, khi các bạn bước không đủ biên độ, một số người cứ chéo cái mũi chân về quá sau, đầu gối thì bị đẩy quá về phía trước, làm cho chúng ta sẽ bị tổn thương đến cái vùng đầu gối. Khi đó khi chúng ta đưa tay như này, người chúng ta có xu hướng lao về phía trước. Đây là tất cả những cái tư thế mà chúng ta hay bị mắc lỗi ở một số các học viên. Và tiếp theo nữa, một số yếu tố nữa của chúng ta khi gặp phải mắt của chúng ta. Ví dụ định tuyến là cằm của chúng ta song song với vai về phía trước như thế này. Nhưng một số người tay bị vẹo như này thì chúng ta lại bị làm cho cái phần cơ cổ của chúng ta vặn quá nhiều về phía trước hướng vào theo mũi tay. Đấy là các cái lỗi mà thông thường khi trong quá trình mình đi giảng dạy thì mình thấy một số bạn bị lặp lại những cái lỗi rất là nhiều, phổ biến là như vậy. Thế thì đâu là một tư thế để chuẩn để chúng ta căn chỉnh cái cơ thể của chúng ta? Thì sau đây mời các bạn mình sẽ vào tư thế. Với mình cũng bắt đầu bao giờ cũng bằng tư thế từ cái bàn, chúng ta cũng lại đẩy lên về V ngược. Bắt đầu từ tư thế cái V ngược, các bạn chuẩn chỉnh hai chân mở rộng bằng hông, đầu chúng ta lọt giữa vào hai tay. Với mình bao giờ cũng từ từ chúng ta hít chân trái chúng ta lên, cố gắng để căn chỉnh hai hông của chúng ta không lệch. Chúng ta hãy mở chân theo biên độ của các bạn, từ từ xô người về phía trước, thở ra hạ chân về phía trước. Sau đó chúng ta xoay ngang bàn chân sau. Chúng ta bằng cách kiểm tra toàn bộ gót chân phía trước của chúng ta, lấy định tuyến mắt cá chân của cổ chân phía sau là trên một đường thẳng của chúng ta. Sau đó chậm rãi từ từ chúng ta, nếu như các bạn mà khớp hông chưa linh hoạt, chúng ta hãy dùng hai tay đặt vào hông để chúng ta căn chỉnh cái phần hông của chúng ta. Khi tay đặt được vào hông rồi, chúng ta căn chỉnh được phần hông thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị đến cái vùng khớp gối của chúng ta. Định tuyến cái khớp gối của chúng ta mở ra phía ngoài chứ không đóng vào phía trong. Bắt đầu chúng ta mở đầu gối vuông góc mắt với cổ chân. Sau khi phần hông của chúng ta cố định ok rồi, bắt đầu hai tay chống hông, từ từ chúng ta rút tay sang ngang, cố gắng hai tay thẳng căng, mắt hướng nhìn theo bàn tay phía trước, cằm hướng song song về phía trước. Đây nó thể hiện một cái sức mạnh của chúng ta. Khi giống như một mũi giáo, chúng ta là một chiến binh vươn về phía trước. Và để thể hiện cái sức mạnh ở trong tư thế này, nếu như các bạn làm tốt, nó sẽ cải thiện cho toàn bộ cái vùng khớp hông, làm khỏe tất cả các cái cơ chân của chúng ta, kích hoạt toàn bộ các cái vùng cơ xung quanh khớp hông của chúng ta. Chậm rãi từ từ khi chúng ta trở về, hít một hơi thật sâu ở đây và chậm rãi từ từ chúng ta thở ra. Chúng ta hạ hai bàn tay xuống thảm trước, xoay kiễng gót chân sau, rút bàn chân về sau, chúng ta đẩy lên về V ngược, thở hết sạch ra, tiếp tục hạ hai đầu gối xuống. Chúng ta về em bé và thư giãn giữ ở đây trong 5 nhịp thở.
chậm rãi từ từ chúng ta quay trở về. Mình vừa chia sẻ với các bạn tư thế chiến binh 2. Đây là một trong những tư thế giúp làm khỏe vùng hông, khỏe các vùng cơ đầu gối của chúng ta. Rất mong các bạn đã quan tâm đến những cái tư thế mà mình đã chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa nhé.